chào mọi người nhé. Thì khá là nhiều anh em hay hỏi mình là cách mài cái mũi mình hay dùng. Thì anh em hay hỏi mình là cái mũi hay là mũi ba cạnh, mèo mũi động của cốt 6 hay là cốt 6 nhé. Thì hôm nay tiện đây thì mình chỉ cho anh em cái cách mà mình hay mài, cách mình hay thường dùng để mài hai cái mũi này. Ok, đây là một cái mũi ba cạnh mà mình chưa mài nhá. Thì bây giờ là mình sẽ lắp thử vào máy và mình dùng thử cho anh em xem là mới đầu thì nó như nào. Bây giờ thì trước khi mài thì chúng ta sẽ phải có một cái lưỡi, gọi là lưỡi hợp kim nhé. Các bạn phải dùng lưỡi hợp kim thì mới có thể mài được cái mũi ba cạnh này. Mài các bạn cứ liếc nhé, liếc làm sao mà liếc vừa phải thôi, chứ đừng có liếc mạnh quá, tại vì mũi mới thì mình mài từ từ, nó sẽ dần dần để tạo mà, và cố gắng là liếc là nhìn cái cạnh lưỡi ăn. Cái lưỡi ăn này nó là cái lưỡi ở bên ngoài đây, các bạn có thể nhìn này, cái lưỡi để mà ăn gỗ nó là cái cạnh ngoài cùng. Các bạn nếu mà đây là lưỡi mới thì nó vẫn còn sắc, cho nên là liếc thì nó cũng chưa thể nào sắc, kiểu là nó chưa thể nào mà tách nét được. Nhưng mà nếu như các bạn mà dùng nó cùn rồi thì cái đoạn cạnh, cái chỗ cạnh ăn đấy nó sẽ bị tù đi, và khi các bạn liếc là liếc làm sao mà nhìn cái lưỡi nó sắc. Như mình mài thì mình sẽ mài từ dưới cái cận mũi lên trên, còn cũng có nhiều người người ta mài là từ trên xuống dưới. Nên là sau khi mài thì mình sẽ dùng thử ra lưỡi mũi mới thì nó cũng sắc thôi, nhưng mà cái đầu nó gạch thì nó không thể sắc được, nhưng mà mình mài vẫn phải mài qua một ít thì nó mới sắc được. Còn nếu mà để mà các bạn vét gỗ thì mũi mới thì nó vẫn sắc. Đây là một cái mũi mà mình đã mài nhiều lần rồi thì nó tạo thành một cái mà, nhưng mà các bạn cố gắng mài là làm sao mà đừng để cái mà bên ngoài nó bị mất nhiều quá thì cái mũi sẽ bị nhỏ và nhanh hết. Mài là dần dần là cái mặt lưỡi nó sẽ phẳng ra chứ nó không tròn tròn như là cái mũi đầu tiên nữa. Khi mà các bạn mài được nó phẳng phẳng ra rồi thì nó sẽ được một cái mà, rồi sau này mà các bạn mài thì nó cũng dễ, cứ thế mài theo thôi. Và như này thì nó ăn khá là mạnh. Đây là một cái lưỡi hợp kim này để mình mài cái mũi động nhá. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mài mũi động của mình. Cái lưỡi này thì cũng không hẳn là lưỡi hợp kim mà nó là bằng cái lưỡi mài là phần bằng đá thì phải. Nếu các bạn mua thì các bạn hỏi cửa hàng thì bảo người ta là người ta đưa cho, hoặc là có thể tìm ở trên mạng cũng có. Đây. Cái mũi động này thì mình cũng mài vài lần rồi, đây cũng cùn thì mình mài luôn. Khi các bạn mài mũi động này thì mình thường sẽ mài ở bên trong trước, nếu mà các mũi mới hoặc là không bị mẻ hay là không bị trước cạnh nhiều thì mài bên trong. Thì mài bên trong thì nhìn làm sao cái cạnh của nó không còn bị tù là được, nó cũng gần như là mài mũi ba cạnh như thôi. Nhưng mà nếu mà dùng một thời gian thì các bạn vẫn phải mài thêm cả cái bên ngoài để cho nó mỏng bớt cái mũi đi, không thì mài được bên trong thì nó sẽ dần dần cái lưỡi ăn nó sẽ ngắn, khi các bạn động vào này nó sẽ bị hiện tượng là bị cháy gỗ và nó không ăn được mạnh, mặc dù là mài bên trong rất sắc rồi cũng vẫn phải liếc qua bên ngoài một chút. Các cái về dòng mũi này thì chắc các bạn phải mài khoảng mỗi một loại mài khoảng 3-4 cái, cứ dùng khoảng 3-4 cái mài thì là rút được ra kinh nghiệm, với lại là mài mình nhìn nó sẽ tốt hơn. Đây, sau khi mài thì mình đánh thử, cái này của mình thì nó cũng hơi cũ rồi cho nên là nó cũng không còn, mặc dù mài cũng sắc nhưng nó không thể ăn mạnh được như lúc mới được, tại vì lúc mới là cái lưỡi của nó
vẫn còn to, nó vẫn còn dày cho nên nó ăn rất mạnh. Thế chúc các bạn thành công nhé.